Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Gym. Thì như các bạn đã biết, ảnh thumbnail hay còn gọi là ảnh thu nhỏ, ảnh đại diện hay là ảnh bìa của video, đây là một yếu tố rất quan trọng quyết định đến việc người xem có nhấn vào xem video của bạn hay không. Tuy nhiên thì đối với các video dài thì việc thay đổi ảnh thumbnail rất là đơn giản, bạn có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và gần như là ai cũng biết làm. Nhưng đối với video ngắn, tức là video short thì khác. Rất nhiều bạn không biết cách thay đổi ảnh thumbnail như thế nào. Vì vậy cho nên là mình làm video này để mà hướng dẫn các bạn cách thay đổi ảnh thumbnail cho video short nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên các bạn chú ý là để mà có thể thay đổi ảnh thumbnail cho video short thì chúng ta phải đăng video bằng điện thoại di động nhé. Còn các bạn mà đăng video short bằng máy tính thì sẽ không thể tùy chỉnh ảnh thumbnail đâu. Sẽ báo như thế này. Do vậy nên là các bạn hãy sử dụng điện thoại để mà đăng video thì mới có thể tùy chỉnh được ảnh thumbnail cho video short. Cụ thể như sau, các bạn hãy sử dụng ứng dụng YouTube trên điện thoại di động nhé. Hãy mở ứng dụng YouTube ra. Rồi sau đó các bạn đăng nhập vào kênh mà các bạn cần đăng video. Rồi bây giờ các bạn tiến hành đăng video như bình thường thôi. Để mà đăng video thì các bạn sẽ nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở bên dưới màn hình này. Rồi các bạn vào tải video lên. Rồi sau đó các bạn chọn đến video mà các bạn muốn đăng. Ví dụ mình muốn đăng video này chẳng hạn. Rồi nhấn vào tiếp theo để mà đăng. Tiếp tục tiếp theo. Và đến bước đặt tiêu đề cho video ngắn này, chúng ta sẽ tiến hành tùy chỉnh ảnh thumbnail tại đây nhé. Đây các bạn nhấn vào biểu tượng cây bút chì ở chỗ ảnh thumbnail này để mà vào tùy chỉnh ảnh thumbnail. Đó. Rồi đến đây, hệ thống sẽ cho phép các bạn lựa chọn một hình ảnh được cắt từ video để mà làm ảnh thumbnail. Các bạn cứ tìm đến đoạn nào mà đẹp nhất các bạn muốn dùng thì các bạn lấy nhé. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Đó, đối với YouTube Short hiện tại là hệ thống chỉ cho phép chúng ta lấy các hình ảnh được cắt từ video như thế này mà thôi, chứ không cho phép chúng ta tải ảnh bên ngoài vào làm ảnh thumbnail. Rồi, chọn xong các bạn nhấn xong. Và đây, lúc này ảnh thumbnail của mình là như thế này. Mình đã chọn xong một ảnh thumbnail cho video này. Đó. Bây giờ các bạn đã tiêu đề cho video ngắn và đăng video lên bình thường thôi. Tuy nhiên thì có một vấn đề như thế này. Do là hệ thống không cho phép chúng ta tải hình ảnh từ bên ngoài vào để mà làm ảnh thumbnail, chỉ có thể lựa chọn các hình ảnh được cắt từ video mà thôi. Do vậy nên là nếu bạn nào muốn có được một hình ảnh thumbnail hấp dẫn hơn, sử dụng một hình ảnh đẹp nhất và có thể chèn văn bản vào ảnh thumbnail để mà thu hút hơn, thì các bạn sẽ phải tạo trong quá trình edit video nhé. Tức là như thế này, mình sẽ làm cho các bạn xem luôn. Đây, các bạn có thể sử dụng CapCut để mà làm. Tức là các bạn sẽ phải chèn cả văn bản, chọn cả hình ảnh trong video của các bạn rồi. Mình sẽ tạo một dự án mới. Và mình sẽ chọn lời video lúc nãy. Đây, chính là video này. Các bạn có thể làm như sau. Các bạn tìm đến khúc nào mà có hình người đẹp nhất. Hoặc là thậm chí là các bạn có thể vào lớp phủ, thêm lớp phủ để mà thêm hình ảnh mà các bạn muốn sử dụng để mà làm ảnh thumbnail. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ lấy hình ảnh từ video luôn. Ví dụ mình muốn lấy khúc này làm ảnh thumbnail nhé, thì các bạn có thể làm như sau. Các bạn tìm đến khúc này, rồi chọn vào video trên thanh timeline này. Sau đó các bạn tìm đến tính năng dừng hình để mà tạo ra một hình ảnh. Bây giờ các bạn có thể kéo hình ảnh này về đầu, sau các bạn cho ngắn lại, hình ảnh này ngắn nhất có thể để mà không ảnh hưởng đến video. Đấy. Tức là ở đầu video này là chèn một hình ảnh như thế này. Tuy nhiên thì nó chỉ diễn ra trong tích tắc thôi, cho nên là không ảnh hưởng gì đến video này. Đó. Rồi bây giờ các bạn tiến hành chèn văn bản vào đầu video này bằng cách chọn vào văn bản, rồi thêm chữ. Sau đó các bạn gõ văn bản vào. Ví dụ như là muốn đẹp quá chẳng hạn. Rồi mình để đây. Sau đó các bạn trang trí thêm về phong cách các kiểu. Rồi như vậy chẳng hạn. Đó thế thôi. Văn bản này các bạn cũng có thể kéo ngắn lại, hoặc là muốn xuất hiện một lúc thì tùy các bạn thôi. Rồi ok. Sau khi đã chèn văn bản vào đầu video như vậy, ở cuối video này sẽ có phần kết, các bạn có thể xóa đi để mà không xuất hiện logo CapCut ở cuối video. Rồi lúc này các bạn tiến hành xuất video này về. Đó, đã xuất về thành công. Bây giờ các bạn tiến hành mở YouTube ra.
và tiến hành đăng lại video này. Đây, mình sẽ tiến hành đăng lại nhé. Tải video lên, chọn lấy video mới chỉnh sửa xong. Tiếp theo. Đây, bây giờ ảnh thumbnail hệ thống sẽ tự động lấy từ đoạn đầu video đúng khúc mà mình muốn sử dụng. Các bạn lưu ý là mặc dù là khi chúng ta đăng video thì đã xuất hiện ảnh thumbnail mong muốn rồi, tuy nhiên thì các bạn sẽ cần phải nhấn lại vào cây bút chì này, rồi các bạn tiến hành chọn lại ảnh thumbnail mong muốn, rồi nhấn xong thì lúc này nó mới chắc nhá, mới chính thức sử dụng hình ảnh này làm ảnh thumbnail cho video nhá. Bây giờ mình đã có được một ảnh thumbnail có cả văn bản chữ rất là đẹp như thế này đó. Bây giờ các bạn đặt tiêu đề cho video này lên là ok. Điệu múa làm tan chảy bao trái tim chẳng hạn. Đó, như vậy thôi. Lúc này các bạn tải lên là xong. Ok, đã tải lên video thành công, vào thư viện để mà kiểm tra. Đây chính là video short mà mình mới đăng lên, và ảnh thumbnail đây, có cả văn bản được chèn vào hình ảnh, rất là đơn giản như vậy thôi. Và đó chính là cách tùy chỉnh thay đổi ảnh thumbnail cho video short trên YouTube. Chỉ có một cách duy nhất là như vậy. Đối với video short thì hiện tại YouTube chỉ cho phép chúng ta tùy chỉnh trong quá trình tải lên như vậy thôi. Còn đối với các video mà các bạn đã tải lên rồi thì các bạn sẽ không thể tùy chỉnh lại ảnh thumbnail nữa nhé. Ví dụ các video này của mình đã đăng lên rồi thì vào chỉnh sửa sẽ không có cách nào để mà thay đổi lại ảnh thumbnail này. Đó, do vậy nên là đối với bạn nào mà đã đăng video rồi mà các bạn lại muốn thay đổi ảnh thumbnail thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn xóa video đó đi, sau đó là tiến hành đăng lên lại. Trong quá trình đăng đến bước đặt tiêu đề, các bạn vào thay đổi ảnh thumbnail thì mới được đó. Và chúng ta phải đăng video trên điện thoại di động thì mới có thể tùy chỉnh được ảnh thumbnail nhé. Bạn nào sử dụng máy tính để mà đăng thì sẽ không tùy chỉnh được ảnh thumbnail. Đó chính là một cái hạn chế của video short trong thời điểm hiện tại. Hy vọng là trong thời gian tới YouTube sẽ nâng cấp, thay đổi các tính năng để mà cho phép chúng ta có thể thay đổi ảnh thumbnail cho video short bất kỳ lúc nào, tương tự như video dài thì nó sẽ tuyệt vời hơn. Rồi, ok, video này chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như cảm thấy hữu ích thì hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ở bên dưới video để theo dõi những video bổ ích mới khác từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.